Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận NFT Azuki đến từ cái sàn Gate.io. Và để tham gia vào dự án này thì tất nhiên rồi, trước tiên là mọi người cần phải có một cái tài khoản ở trên sàn Gate.io nhé. Và đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Sau khi có được tài khoản rồi thì mọi người bấm tiếp vào đường link sự kiện để tham gia vào cái sự kiện của nó. Trước tiên thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ đăng nhập vào biểu mẫu Glamio này. Thì sẽ có rất nhiều cách để đăng nhập vào biểu mẫu Glamio, mọi người có thể tùy chọn theo cách nhé. Một là đăng nhập bằng Twitter, Facebook, email. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì mọi người sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow Twitter này. Chọn follow. Chọn theo dõi. Quay trở lại. Bấm chọn continue. Tiếp tục retweet bài đăng. Rồi bấm chọn retweet. Chọn tweet lại này. Sau đó kích chọn like và quay trở về. Bấm chọn continue. Rồi sau đó thì sẽ truy cập vào website của nó. Ok. Quay trở về. Chọn continue. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập cái UID đến từ sàn Gate.io nhé. Thì mọi người sẽ đăng nhập vào sàn Gate.io cho mình. Rồi sau khi đăng nhập vào sàn Gate.io thì mọi người sẽ bấm vào cái hình đầu người góc trái này. Đó, sau đó mọi người sao chép cái UID và quay trở về biểu mẫu. Ở đây thì mọi người sẽ nhập UID của sàn Gate vào. Chọn continue. Tiếp theo là mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng Polygon nhé. Rồi mọi người sẽ nhập ví mạng Polygon vào này, chọn continue. Và cuối cùng nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.